Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là kỳ họp chuyên đề pháp luật cuối cùng trước khi kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 diễn ra và cho ý kiến vào nhiều dự án quan trọng gồm dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật viễn thông sửa đổi, luật căn cước công dân sửa đổi. Đánh giá chung về các dự án luật được đưa ra xem xét cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề pháp luật lần này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo cần xem xét cẩn trọng những gì cần sửa, những gì còn đang tồn tại hạn chế và quan trọng là bảo đảm tính thống nhất với các luật khác khi sửa luật kinh doanh bất động sản. Tôi nghe ý kiến của nhiều chuyên gia và nhiều doanh nghiệp nói rằng là cái thị trường bất động sản và cái luật kinh doanh bất động sản hiện nay nó giao thoa với rất nhiều dự án luật. Trong đó có luật đầu tư. Cho nên là cái việc thực hiện pháp luật là rất là khó khăn. Và mỗi một bộ thì lại chủ trì một cái dự án luật. Nếu chúng ta không về cái tính thống nhất chung của hệ thống pháp luật ấy, thì báo cáo công chí sẽ rất khó. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cũng tại phiên họp chuyên đề pháp luật này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về việc trình Quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh đối với các dự án luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Xem xét cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường liên kết vùng, kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Từ Giang Bay Tà Gụ kết nối với quốc lộ 27C và đường tỉnh DT707. Đây là dự án quan trọng cấp quốc gia vì liên quan đến chuyển đổi đất rừng. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận đánh giá rõ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, nhất là về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đã đủ điều kiện cơ sở pháp lý hay chưa, đồng thời đánh giá các phương án tuyến, kể cả phương án làm hầm, đã là phương án tối ưu hay chưa, có hạn chế được tối đa chuyển đổi đất rừng hay không. Đồng tình về tính cần thiết sửa đổi các dự án trong phiên họp lần này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lại nguyên tắc, quan điểm chủ đạo khi xây dựng luật của nhiệm kỳ, đó là phải chắc chắn, làm tốt từng khâu, đạt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, bám sát yêu cầu của thực tiễn. Những vấn đề cấp bách đã chín, đã rõ, thống nhất cao mới xây dựng. Những vấn đề có cấp bách nhưng chưa thống nhất thì thí điểm. Trước mắt chưa triển khai xây dựng các dự án luật phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau, cần có thêm thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng hơn. Sau phát biểu khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến vào dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Báo cáo thẩm tra cho thấy còn nhiều vấn đề cần xem xét thận trọng tại dự thảo này như vấn đề về đặt cọc, bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, vấn đề điều tiết thị trường. Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận thấy quy định về đặt cọc trong dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi là quy định mới, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ sự cần thiết, cơ sở đề xuất quy định. Về bảo lãnh trong bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ mục đích, nội dung, nội hàm phạm vi của bảo lãnh để bảo đảm rõ ràng về quyền và nghĩa vụ, ràng buộc trách nhiệm của các bên trong quan hệ bảo lãnh, tăng cường quản lý nhà nước, quy định các chế tài xử lý vi phạm, bảo đảm tính răn đe. Dự thảo hiện đang quy định việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên tham gia giao dịch là tổ chức cá nhân phải công chứng hoặc chứng thực. Một số đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần cân nhắc kỹ lưỡng. Thì tôi nghĩ là cái chỗ này chúng ta cũng cân nhắc xem. Nếu mà mình ghi như vậy thì có thể hiểu rằng là hợp đồng kinh doanh bất động sản có trường hợp không bắt buộc phải thực hiện công chứng, chứng thực. Mà rõ ràng trong cái giao dịch này thì cái giá trị tài sản rất là lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tranh chấp. Do đó cần cân nhắc có quy định về cái việc đảm bảo tính pháp lý cho hợp đồng giao dịch để bảo vệ cái quyền lợi ích cho các bên. Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, vấn đề công chứng chứng thực hợp đồng hiện đang quy định trong nhiều văn bản pháp luật hiện hành và đã nảy sinh mâu thuẫn chồng chéo với quy định trong dự thảo. Tại cái dự thảo luật này đang có điểm không thống nhất nhất định với các quy định pháp luật hiện hành. Ví dụ như là điểm B khoản 3 luật đất đai 2013 thì quy định là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên. Nghĩa là theo thỏa thuận không bắt buộc, còn tại khoản 2 điều 10 dự thảo luật quy định nhiều trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản phải bắt buộc phải công chứng. Thì do đó để vấn đề công chứng thì đề nghị cũng cần rà soát bảo đảm thống nhất giữa các quy định của các luật khác nhau, tránh chồng chéo mâu thuẫn.
dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã bổ sung quy định điều kiện đối với người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản, điều kiện của tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Các đại biểu đều cho rằng quy định là cần thiết để tăng cường chất lượng hoạt động của giao dịch bất động sản và tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới. Song nếu không quy định rõ ràng sẽ phát sinh các thủ tục hành chính. Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023, chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật viễn thông sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung cuộc họp. Dự án luật viễn thông sửa đổi được xây dựng trong bối cảnh 12 năm sau luật viễn thông năm 2009 được ban hành và những thay đổi của bối cảnh mới, đặc biệt là xu hướng chuyển đổi số. Dự thảo luật viễn thông sửa đổi mở rộng phạm vi điều chỉnh với 3 dịch vụ, gồm trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet. Đối với 3 nội dung này, các đại biểu đề nghị thiết kế trong dự thảo luật cần theo hướng mở, mang tính nguyên tắc, bảo đảm chặt chẽ, khả thi, phù hợp và gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp. Quản lý 3 cái món mới này, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp có tăng lên hay không? Nó tác động ảnh hưởng thế nào tới hoạt động của các doanh nghiệp? Và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học Công nghệ cũng có nói về cái việc mà có ảnh hưởng tới cái thu hút đầu tư nước ngoài vào chúng ta trong cái lĩnh vực rất là quan trọng, rất là mới như thế này. Cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh với 3 nội dung trong dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với việc luật cần phải bảo đảm khuyến khích doanh nghiệp. Có cái nghiên cứu nó thấu đáo hơn. Thì theo chúng tôi thì hoạt động viễn thông thì bao gồm cả cái quyền tham gia hoạt động viễn thông, rồi quyền được đảm bảo an toàn viễn thông cho cả bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, rồi vấn đề cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động viễn thông, rồi tạo cái thuận lợi thương mại và giảm cái chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, cho người sử dụng dịch vụ. Về cái cách thức quản lý thì đúng là như Chủ tịch Quốc hội có nói, thì hiện nay khá nhiều nhà đầu tư nước ngoài lo ngại về những cái quy định mà chúng ta ràng buộc hiện nay. Tôi tin rằng là cái việc điều chỉnh của pháp luật Việt Nam là cần thiết, nhưng mà cái cách thức chúng ta thiết kế thế nào để các doanh nghiệp, các tập đoàn hiểu rằng là việc điều chỉnh này để thúc đẩy cái sự phát triển của ngành một cách mạnh mẽ hơn, và chúng ta cũng đưa ra thông điệp là giảm cái nghĩa vụ thực thi và giảm cái chi phí tuân thủ một cách tối thiểu nhất và vẫn đảm bảo quản lý nhà nước. Ngoài ra, đóng góp vào chương 5 về kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông, một số ý kiến đề nghị xem xét bổ sung tại Điều 68 Quản lý công trình viễn thông, quy định quy trình phê duyệt khi doanh nghiệp sở hữu hạ tầng dùng chung thay đổi đơn giá cho thuê, tăng so với đơn giá hiện tại, cần phải được sự phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.